UR của nó thấp, tại vì nó là một cái đường link không có thân thiện. Thường các bạn thấy này, tại vì nó là con của Google rồi, ưu tiên thôi, chứ thật ra là nó cái thằng này nó chẳng có thân thiện tí nào đâu. Đây, đấy không, đây đằng sau nó là một cái dãy, nó chẳng ra cái thứ gì cả này. Bởi vậy chẳng qua nó là của Google thì nó được ưu tiên thôi, chứ còn cái thằng này là cái thằng chẳng có tối ưu gì cả các bạn. Một cái nó đây là giống như là một cái website đấy hả, phải tối ưu là như kiểu này này các bạn. Ví dụ như lên trường của mình đúng không, thì nó phải như thế này, gọi là tối ưu này. Như thế này mới gọi là được tối ưu các bạn nhé. Và thằng này nó không tối ưu gì hết, tuy nhiên nó là con của Google thì nó được ưu tiên rất là nhiều. Nhưng ở đây đánh giá cái DR cao hơn, DR nó là 98 cũng khá là ok rồi, và cái backlink của nó là tới 9 tỷ các bạn. Và rồi cái UR nó không ok, nhưng cái backlink của nó là tới hình 30 tỷ đây, 30 tỷ backlink là kinh khủng, nó hơn nhau kinh khủng ạ. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại thế này, cái điều hơn nhau thứ nhất là chúng ta đánh giá ở cái backlink. Một cái video các bạn sẽ dễ dàng đẩy lên được top Google khi các bạn trang bị cho nó một cái hệ thống backlink mạnh và đủ lớn. Và nếu trường giả sử như các bạn làm một cái video về cái khúc này này chẳng hạn, đúng không? Các bạn SEO tối ưu mọi thứ hết rồi, nó vẫn chưa thấy lên, tức như là nó lên top, nó lên top YouTube, thì thật ra trường trường không nói làm gì nữa các bạn. Để mà theo chiến lược của trường lên top YouTube thì nó không phải là vấn đề. Ở đây làm sao mà đẩy lên cái top Google đó các bạn. Thì để đẩy được lên top Google thì cái video này này thì các bạn cần phải trang bị cho nó một cái hệ backlink mạnh. Tức là các bạn trang bị tới khi cái độ backlink nó đủ lớn thì nó sẽ lên rồi các bạn. Lớn. Nhưng nó lớn sẽ theo hình thức là dồn sức mạnh, là thằng dưới đẩy thằng trên, thằng dưới đẩy thằng trên, đẩy dần lên. Tức là chúng ta sẽ đi backlink từ dưới lên trên, đẩy theo năm tháng. Đó. Thì khi một giới hạn nào đó thì nó sẽ bục lên top Google. Hiểu không? Ở đây nó hơn nhau, tại vì khi chúng ta đã đứng trên cái người khổng lồ là YouTube rồi, chúng ta đã đứng trên người khổng lồ là cái thằng Medium rồi, LinkedIn các kiểu, tức là nó sẽ tôi sẽ cho các bạn khoảng 20 cái trang thế này, nhưng tôi sẽ chỉ cho các bạn cách để chúng ta khai thác, chúng ta kiếm hàng nghìn trang như thế này, hàng nghìn trang thế này, và các bạn chắc chắn là sẽ thắng được. Ví dụ như là cái video mà trường đã nói ở đầu đấy đúng không, chúng ta đang share video đúng không, các bạn muốn đánh cái video về này lên top Google khi họ tìm với từ áo sơ mi nào đúng không, thì các bạn bơm link cho nó, bơm backlink cho nó, mà backlink là phải chất và mạnh. Thì những cái thằng này này nó sẽ cung cấp cho các bạn một backlink cho các bạn xem. Đấy. Cái kiểu như vậy chúng ta bóp bà lên đó, cái kiểu như vậy các bạn hiểu không ạ? Rồi thì chúng ta trang bị cho cái thằng này một cái backlink đủ mạnh, các bạn cho nó 100 backlink chưa lên, các bạn cho nó 200 backlink chưa lên, các bạn cho nó 1.000 backlink phải lên đó. Đây là cái điều mà trường nói là các bạn sẽ thắng được mọi đối thủ, và cái nhiệm vụ của các bạn là phải có được một cái tập backlink đủ lớn đủ mạnh. Chúng ta sẽ dựa vào đâu ạ? Dựa vào công cụ này đào, dựa vào công cụ này đào phải các bạn. Tất nhiên trường sẽ cung cấp cho các bạn tầm 20 cái, 20 cái thì các bạn chỉ đẩy những cái từ khóa tầm nghìn hay là mấy trăm này cũng lấy mẻ rồi. Nhưng đối với những cái từ khóa mà cao hơn, đây chỉ đang nói là đang hướng cho các bạn là đẩy lên top Google nhé. Top YouTube chắc chắn là khi các bạn dội lên nó lên mất tiêu rồi các bạn. Đây, trường test cho các bạn thấy này.
ví dụ chưa lose weight, chủ đề này là rất là hot ở nước ngoài. Bạn có thể làm cái gì, làm Big Bang hay là cái các bạn làm Amazon Pyramid đúng không? Đây trường lấy ví dụ như ông nào đã nằm ở top đúng không, không biết bây giờ nó phải cho chúng ta test video không, chứ ngày trước là trường xác được cái chuyện mà tối ưu video á, tối ưu sale rồi tối ưu kênh, tối ưu on bay gần như là ai cũng làm được, đi bắt link ai cũng làm được, nó chỉ dựa vào hơn nhau ở hàng nào thì bắt link xếp hàng thôi. Bạn thấy video này không, 456 bắt link, chỉ với 456 bắt link thì nó trốn trễ nằm ở top và nó đã đạt được 4,1 triệu view. Bạn hiểu không ạ? Đấy, nó chỉ có 456 bắt link thì nó đã làm top, tại vì bản thân YouTube nó mạnh sẵn rồi đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn muốn thắng thằng này đúng không, thì bạn cần tối ưu như nó và các bạn tăng lên cho nó 1.000 mét link thì thằng này bị đạp xuống ngay. Như cái video các bạn mới thì các bạn phải dậm cho nó tầm 1.000 mét link link chất, và để coi cái thằng này á mét link nào thì các bạn click vào mét link này các bạn. Đây, đó là những bạn nào muốn làm Clickbank, các bạn nào muốn làm Amazon hay Rocklow các kiểu gì đó thì nó đây. Đây. Đây nó sẽ thống kê cho chúng ta thấy là bao nhiêu cái backlink cái thằng này nó đi ở những cái trang nào đây các bạn. Đúng không? Thống kê được hết. Đây. Bây giờ cái nhiệm vụ của chúng ta chỉ còn export nó ra. Coi mày đi ở những cái trang nào thì nó sẽ là data của chúng ta đây các bạn. Bạn hiểu không ạ? Thử ví dụ nha, bạn thấy là cái video này đây là cạnh tranh rất là cao nha, cái từ khóa này là nó khiếp luôn đó các bạn. Đây các bạn thấy ngon đánh chưa, quá ngon đúng không, tìm kiếm đã luôn. Đây trường mới search ở nước Anh đây các bạn, không phải Mỹ đâu nha, cũng như là tìm kiếm ha. CBC tính là Việt Nam đồng tới 27.000 để chuột ngon đấy các bạn ha. Ê, ông nào mà làm về Clickbank hay là làm một kênh ở nước ngoài kiểu này nè, một lít chuột tới 27.000 Việt Nam đồng thì quá ngon đúng không? Đấy. Thì ông này ông ở nằm top chọn chè, ông chỉ có hơn 500 400 mấy backlink thôi. Đây khi trường vào đồng hồ Hải Triều đúng không? Trường vào backlink này. Ồ, biết ngay là ông này ông đang đi ở cái trang nào đúng không? Nè. Tải mẹ nó về Xbox nó này chạy về này. Bắt cho chúng ta 1.000 rồi Xbox luôn coi. Em bữa trừ Xbox được mà sao nó không cho biết. Rồi nếu nó không cho thì thôi. Không biết nó bị vấn đề gì đây. Nhưng mà trước trừ Xbox được. Rồi không cho thì chúng ta tới rượu đây các bạn này. Đây DROR chúng ta sẽ quan tâm DROR đúng không? Để ví dụ ông này ông chạy ở trên cái trang Scopic này. Đấy. Thì chúng ta biết bao phát. Đây biết ngay ông này đang đang viết một cái bài trên đây thì đây là cái trang chúng ta có thể test thử đúng không? Mà khỏi test thử đi các bạn thấy nè, DROR đây rồi. Đấy với cái URDR này cũng rất là ngon rồi. Tiếp theo cũng là YouTube nè, đây là 94 UR44 đấy, rồi GOA.GL nè, rồi ở đâu đâu quá trời đúng không? Bạn nhìn đây là biết ngay nó đi ở những cái trang nào đấy. Spotted này, trang này trường cũng hay vận dụng lắm này, thấy không? Biết bài link các kiểu ngon lành luôn. Thì trang này trường sẽ cho các bạn cũng có. Thì dựa vào đây chúng ta có thể đào ra được những cái data rất là mạnh các bạn hiểu không ạ, rất là nhiều. Cứ về lĩnh vực của các bạn đây, các bạn lên vào các bạn gõ một phát thằng nào ở top 1, 2, 3 là thằng đó đấy là nó sẽ đầu tư rất là mạnh backlink. Chúng ta vứt nó vào đây và chúng ta đi đối chiếu UR và DR đúng không, DR UR chứ toàn bộ là tầm 45 trở lên là hốt, thằng nào càng cao tốt đấy. Bạn thấy nó tầm chín mấy không?
Yeah, right, đúng không? Rồi những trang này 83, 24. Đấy, khá là nhiều luôn. Bữa trường import nó ra được hết luôn á, mà không biết ngay sao nó lại không ra được. Đây, chỉ cho các bạn thấy này, trường import ra nó rồi. Được từ, nó là nhiều thứ hay hòa lắm luôn. Đây, đồ hỏi triều này. Đấy, trường export ra được là cái nó đi tầm đây cho các bạn thấy nó đi tầm 1.134 cái backlink các bạn, 1.134 cái backlink, tức là những bài viết nó có mặt trên website này, những cái website này đó, nó đi trên 1.134, có 1.134 cái backlink thôi thì nó chống chệ ngồi vị trí thứ năm thứ tư gì đó, phải không ạ? Với cái đồng với cái từ khóa được gọi là cạnh tranh nhất, chứ còn những cái từ khóa con ấy thì nó tất nhiên nó phải lên rồi, tại vì những cái từ khóa mà cạnh tranh cao nhất nó lên rồi thì những cái thằng con này này tại vì nó cũng đẩy theo cái là dưới đẩy trên, nó sẽ tạo ra cái sức mạnh dần dần, và khi các bạn làm như vậy nó khó rớt top lắm, rất là khó rớt. Ở đây các bạn thấy vận dụng được với website, còn video thì nó là quá đơn giản rồi, khi nó đứng trên cái người khổng lồ nó lên top, mình trường nói nó lên top YouTube ấy, thì nó thường quá đấy các bạn. Nếu cái thằng này nè nó đẩy đủ mạnh nha thì nó sẽ lên top Google đấy các bạn. Google ví dụ như nó bơm cho nó 500 chưa đủ đúng không, 1.000, 2.000, 3.000 chẳng hạn, bơm cho nó 3.000 backlink sẽ lên top. Tôi nghĩ là cái từ này là tìm kiếm trên Google cũng lắm, nên muốn lên top được cũng khá là khó đấy. Backlink nó đang ít quá, nó chỉ đẩy được lên top YouTube thôi. Phải không ạ? Và khi mà nó lên á, nó kéo theo hàng loạt. Đây thì đang nói là những cái từ cạnh tranh nhất, còn những cái từ mà nó bé bé thế này hay là những cái từ mấy trăm thế này thì nó lên sạch, nó lên top YouTube là chuyện bình thường. Nó cù rồi các bạn, và cách thức đẩy của chúng ta là cứ dưới đẩy lên trên thôi, thì đã chia sẻ rồi, và các bạn săn cho mình một cái hệ thống data đủ lớn đấy, cứ tìm thằng đối thủ đấy, vứt vào Ahrefs, còn nó đi ở cái trang nào là mình sẽ lấy làm cái dữ liệu của mình, giống như thằng này đi Scopic nè, những cái trang nào hay là gì grab.ai gì đó, eva.vn, rồi những cái gì trên nước ngoài nhiều lắm, store.com đó, hay bạn không? Như trường được lọc ra cả 1.000 cái backlink thì nó là cái data của trường đấy. Nào, công cụ này chỉ nhiệm vụ cho chúng ta biết là cái trang đó là URDR là bao nhiêu, để chúng ta định hình được nó là một cái trang đi backlink cực kỳ chất lượng. Cái thứ hai là chúng ta có thể là vứt cái trang đối thủ vào đây, coi mày nằm ở top thì mày đang đi ở những cái trang nào, ví dụ như về đồng hồ nhé, thằng nào nằm top, còn cá không nói đúng không, thằng này nằm top, ok chốt nó, vứt vào đây, chắc chắn để được ở top thì nó phải sell phát linh cực kỳ mạnh chứ không khơi khơi lên được đâu các bạn ạ. Đây, nó đi cũng khá là nhiều bách linh đấy, bạn thấy không, top này linh này, tải nó về có đi ở trang nào quá trời luôn đấy, bạn thấy không, ok ha. Đó là cái trường giúp các bạn săn bách linh. Đây nó đi từ, nó đi những cái trang cũng không phải cao lắm, nó chỉ 32, 12 đó, 64 cũng ổn rồi, nhưng có 12 này, 73, 13. Đấy, quan trọng là nó hơn nhau á, là ở cái chất lượng của backlink các bạn, tức là giống như những trang Medium hay là trang LinkedIn hay Pinterest mình chia sẻ đó, nó rất là mạnh, những cái DA và cái DR và UR nó cao lắm, tức là những cái người này họ có những cái tập backlink không được chất này, cái này là còn ok tí đi, còn những cái này ok, nhưng mà những cái rất là nhỏ, bạn thấy nó rất là thấp, nhưng mà có còn không, đúng không? Quan trọng là người nào sở hữu được cái tập backlink mạnh là người thắng thôi,
Còn cái chuyện mà đẩy lên top YouTube thì nó không khó các bạn nhé, thì dễ. Để các bạn đẩy được lên top Google, đó là chuyện, là một chuyện đấy các bạn. Như Trường đã sau thì các bạn thấy là ngày hôm qua đấy, cái lượng mà search để mà ra video là chiếm tới 30% đấy các bạn. Trường, cái tìm kiếm các bạn thấy hôm qua rồi đấy. Tại vì nó đến từ cái hệ thống này, cái hệ thống nhỏ này. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại nha. Đó là cái chuyện mà các bạn tìm backlink, đi backlink. Thì ở phần thực hành nhé, thì Trường sẽ chia sẻ các bạn là khi các bạn biết rồi thì chúng ta sẽ đi link làm sao.